YouTube chuyên 66. Video lần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một màu camera RAW reset free hoàn toàn miễn phí có tên là Dark Red Night. Nếu như các bạn yêu thích lướt màu này thì các bạn có thể tải trực tiếp tại phần mô tả của video. Và bộ stock này mình sử dụng bộ stock của anh Ngọc Long Photo, và xin cảm ơn anh đã hỗ trợ tất cả những anh em khác ở trên diễn đàn về một cái bộ stock free rất nhiều ảnh chất lượng. Để thực hiện việc blend màu này rất là đơn giản, các bạn chỉ việc chọn vào file và up lên bức ảnh. Ở đây mình chọn stock của anh Ngọc Long và stock có màu chủ đạo. Trên hình các bạn có thể nhìn thấy là màu chủ đạo ở đây là màu nâu đỏ, như là một số ánh đèn vàng khá là nhiều màu sắc. Và ở đây mình muốn chủ thể của mình có cái tông màu nổi bật hơn tất cả những cái vật ngoài sau, nên mình sẽ dìm cái phần ngoài sau thành màu tối một tí. Các bạn hãy chọn vào option file này, các bạn nhấn vào phím tắt Ctrl C để tạo ra một cái layer gấp đôi lên, để các bạn có thể dễ dàng hình dung cái ảnh hưởng của cái preset này như thế nào. Các bạn chọn vào camera raw, và phiên bản camera raw ở đây mình sử dụng là phiên bản 12.4, do đó các bạn phải sử dụng cái camera raw phiên bản từ 12.4 trở lên để có thể sử dụng cái reset free của mình. Các bạn vào loss setting và chọn vào cái reset mà mình chia sẻ, các bạn nhấn option thì các bạn đã có được cái công thức màu của mình. Và các bạn cũng có thể thay đổi một số cái thông số cơ bản ở đây để phù hợp với cái phong cách của các bạn. Nhưng ở đây mình sẽ chọn vào OK. Giờ đây là hình ảnh của chúng ta, before, after, before và after. Nếu như các bạn cảm thấy là cái bức ảnh này nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái bức ảnh gốc, các bạn cũng có thể giảm opacity xuống để làm giảm cái cường độ của việc lên màu ra. Các bạn cũng có thể chọn cách là nhấn vào tạo một cái layer mask màu trắng và chọn thành công cụ là brush tool, chọn brush màu đen và chọn vào layer mask màu trắng. Các bạn chọn opacity ở đây là khoảng 40% và phóng to brush nhấp nhẹ một cái lên khuôn mặt của mẫu để giữ lại phần da góc của bức ảnh trước. Do ở đây mình chỉ chia sẻ cho các bạn công thức màu, vì vậy các bạn nếu như muốn retouch da hoặc là mắt, là môi cho mẫu thì các bạn hãy tự làm. Ở đây mình chỉ chia sẻ cho các bạn công thức màu, cho nó mình chỉ làm nhanh. Xem lại before after thì các bạn có thể nhìn thấy là vẫn giữ được da màu cam hồng của mẫu, không có bị trắng bệch như trước. Giờ mình sẽ thực hiện thêm một ảnh nữa để cho các bạn cùng xem. Chúng ta tiếp tục chọn Apply Key Layer và chọn vào Filter Camera Raw. Chúng ta chọn Loss Setting và chọn Reset của mình. OK. Đây các bạn có thể nhìn thấy là gương mặt của mẫu sạm một tí, do đó chúng ta có thể sử dụng cái layer mask này và làm cho mình chọn vào Brush và chọn vào vùng mặt của mẫu, nhấn một cái sẽ giữ lại cái vùng da cũ của mẫu. Như vậy là video của mình kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm nhiều lướt màu reset camera raw. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.